Hello, xin chào tất cả mọi người. Và như đã hứa thì ngày hôm nay Hương Giang sẽ quay một tập về những chiếc túi hiệu. Thì ngày hôm nay Giang chia sẻ với tất cả mọi người những cái mà Giang mua mà Giang cảm thấy rằng là nó sẽ lãi hoặc là đây là một khoản đầu tư của Hương Giang. Đầu tiên là ngày hôm nay mình sẽ có ở đây đó là bốn thương hiệu. Đó chính là Hermes, Chanel, Dior và thương hiệu Goyard Sài Gòn. Thì tại sao Giang chọn bốn thương hiệu này? Bởi vì thực sự đây là bốn cái thương hiệu mà Hương Giang sở hữu nhiều. Đầu tiên mình sẽ cùng thử nói về một cái thương hiệu mà đình đám vô cùng trong thời gian gần đây mà đang tạo ra cái cơn sốt săn đồ shopping, đó chính là thương hiệu Chanel. Thì ở đây Hương Giang có bốn cái chiếc túi của thương hiệu này, nhưng mà mọi người có thể thấy là bốn cái chiếc túi này nó lại cùng một kiểu và nó chỉ khác màu. Tại sao lại như vậy thì bây giờ mình sẽ giải thích cho tất cả mọi người xem. Đầu tiên là thương hiệu Chanel có một dòng đó là flat bag, dòng này là classic bag. Những cái dòng mà tủ đồ hiệu mà classic ấy mọi người, thì nói thật với mọi người là nếu như ai mà là đang bắt đầu tìm hiểu ở một đồ hiệu ấy, thì Giang có một lời khuyên, đó là cứ cái gì classic của thương hiệu đó thì mua, ít nhất nó sẽ không bao giờ nó lỗ. Tại vì classic là dòng mà họ sẽ không bao giờ discontinue, là dòng họ sẽ mãi 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 trường tồn và họ sẽ luôn luôn giữ, bởi vì đấy chính là cái bộ nhận diện của thương hiệu của họ, cho nên là họ sẽ không bao giờ discontinue và nó sẽ liên tục được ra mắt với các cái phiên bản nâng cấp hơn. Ví dụ như là ngày xưa thì có card, sau này thì có chip code. Ở đây là một trong những chiếc túi mà theo Hương Giang là lên giá kinh khủng nhất. Tại sao nó lại hot đến như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Đầu tiên là bởi vì chiếc túi này là một cái chiếc túi mà khi nhắc tới Chanel thì cái đầu tiên người ta hình dung ra đó chính là classic bag. Cho nên tôi có một chiếc túi classic bag của thương hiệu Chanel, ai cũng muốn sở hữu nó. Thứ hai là dòng da Cavalier. Dòng da này thì thực sự là rất là bền. Mọi người nhìn những cái quả chám căng phồng và một cái size như thế này thì thực sự ai đeo cũng hợp, cao hay thấp, mập hay ốm, tất cả thì đều rất là phù hợp và nó thực sự là không bị lỗi mốt nha mọi người. Những cái chiếc túi classic thì một trong vấn đề và tại sao nó rất là giữ giá là bởi vì nó không lỗi mốt. Thì vào ngày hôm nay cái giá của nó đó chính là 218 triệu là gọi là mua được từ trong store ra. Còn nếu như không mua được từ trong store ra thì bên ngoài nó đã lên tới giá là khoảng 230 cho tới 240 triệu. Và nhà mốt Chanel đang đi theo một cái con đường và họ đã rất là thành công trong cái việc biến cái chiếc túi của họ trở thành một cái chiếc túi mà nếu không mua ngay thì bạn sẽ luôn luôn hối hận. Chính vì như thế mà ngay bây giờ trên store toàn thế giới, tất cả các seller, tất cả các tín đồ hàng hiệu đã săn lùng cái chiếc túi medium này. Và đó là lý do vì sao mà ở cửa hàng nào nó cũng khan hiếm, mà thậm chí người ta phải mua lại ở bên ngoài với những cái giá nó đắt hơn rất là nhiều. Đây là một chiếc túi mới, the new color của năm 2022, màu đỏ mới của thương hiệu Chanel. Từng cái đường nét của nó căng phồng và nó đẹp vô cùng tận. Tại vì Giang là một khách hàng rất là thân thiết của Chanel Việt Nam, cho nên là Giang đã phải đặt cái chiếc túi này. Nó là bất kể một cái medium nào, màu nào về một phát là nhắn tin là Giang sẽ lấy hết. Thế thì đây là một cái túi màu đỏ mới với khóa là Light Gold. Thì chiếc túi này đang mua khi mà giá nó đã rất là cao rồi, 217.600.000. Nhưng mọi người thử xem là có đúng không nhé. Giang đoán là chắc chỉ khoảng vài tuần nữa thôi là Chanel sẽ lên giá một đợt nữa. Và cái classic bag này Giang nghĩ trong tương lai nó sẽ phải rơi vào tầm 230 mấy triệu, gọi là giá mà trong store ra. Ngày xưa những người chơi đồ hiệu họ rất là ngại mua những chiếc túi mà nó có màu nhũ. Ngày xưa thì mình sẽ hơi, người ta quan điểm rằng là những cái chiếc màu nhũ ấy, khi mà nó bay màu ấy thì rất là khó để spa. Nhưng mà càng ngày những cái người chơi đồ hiệu họ bắt đầu tinh tường hơn ấy, và họ hiểu hơn về thương hiệu ấy, thì họ sẽ hiểu rằng là những cái chiếc túi mà nó không giống những cái chiếc túi mà sản xuất nhiều, nó mới thực sự là những cái chiếc túi hiếm hơn. Và Giang dự đoán của Hương Giang là thời gian tới những cái chiếc túi nhũ này mới là những cái chiếc túi sẽ được săn đón nhiều và nó sẽ lên giá còn cao hơn cả những cái chiếc túi mà lì. Tại vì khi mà một cái thương hiệu họ biến tấu một cái chiếc classic đi, họ thêm thắt vào đó những chi tiết, họ
họ thêm thắt vào đó một cái màu, một cái loại da, thì rõ ràng là cái công sức đó nó cao hơn. Và khi cái công cao hơn thì tức là cái chiếc túi đấy nó sẽ có giá trị hơn. Cho nên là dần dần khách hàng khi mà họ hiểu thương hiệu thì họ sẽ đầu tư rất là nhiều, họ sẽ thích những cái chiếc túi như thế này. Và đây là một trong những cái chiếc túi mà Giang may mắn, rất là may mắn Giang mua được tại store Chanel ở Việt Nam. Một cái màu hồng mà ánh nhu ánh chai, nó vô cùng là đẹp mọi người. Và cái chiếc túi này thì Giang mua là 217.600.000, nhưng ở bên ngoài thì đã có những cái màu, ví dụ như màu vàng cũng nhũ như thế này, hay là màu ghi, thì nó đã lên tới giá khoảng đâu đó 255 triệu rồi. Thì tức là Giang đã có thể lãi tới 40 triệu một chiếc túi như thế này. Và hoàn toàn là nó rất là hợp với cái áo mà Giang mặc ngày hôm nay, đúng không mọi người? Còn đây là một cái màu đặc biệt hơn, đó là màu ombre. Da bên thì rất là thơm và nó rất là bền luôn mọi người. Thực ra so với caviar thì nó không kém cạnh gì đâu, và nó thơm kinh khủng khiếp luôn ấy. Nó có cái mùi da giống hơi, Giang liên tưởng tới những cái chiếc túi của thương hiệu Hermes của Giang. Thì Giang rất là thích cái chiếc túi này, và cái màu sắc của nó mọi người nhìn này, nó ombre nó rất là lạ. Mình sẽ khó mà bị đụng hàng khi mà mình ra khỏi nhà so với những cái chiếc túi mà màu đơn giản như thế này. Có một chút những cái chiếc túi khác cũng lên giá rất là nhanh của Medium, nó sẽ có màu beige hay là nó sẽ có màu trắng. Đấy cũng là những cái chiếc túi mà sẽ lên giá cao. Thực ra cái cuộc tăng giá nó không chỉ diễn ra ở Chanel mà nó còn diễn ra ở Dior. Ví dụ như là một chiếc Lady Dior Classic như thế này, cái mẫu nó chắc mọi người quá quen thuộc rồi. Từ những cái lúc mà nó chỉ có 60 mấy triệu cho tới 70 mấy triệu, cho tới 80 mấy, cho tới 90 mấy, và bây giờ là 110 mấy, và bây giờ là 120 mấy, bây giờ là 130 mấy triệu ấy. Thì đây cũng là một cái cuộc lên giá kinh hoàng của nhà mốt này. Và đó cũng là lý do mà nếu như bây giờ mọi người vào Dior thì cũng không mua được cái size small này, phải đợi hàng. Bởi vì đơn giản là người ta săn lùng cái classic rất là nhiều. Lý do thì giống như Chanel đang chia sẻ, là thực sự đây cũng là một cái túi đẹp. Nếu mà bạn nào mà cái style thực sự là rất là tiểu thư ấy, thì đây sẽ là một cái dòng túi vô cùng phù hợp, và mọi người hoàn toàn có thể là lựa chọn mua cái dòng này. Và bây giờ thì chiếc này nó đã lên giá tới 120 mấy, 130 mấy triệu rồi, mà rất là đẹp luôn mọi người. Một cái style rất là đặc biệt Dior. Đây ví dụ như một cái chiếc boy small như thế này. Giang nghĩ là mọi người nếu như ai cá tính hơn một chút xíu thì đừng có nên chần chừ, hãy đầu tư cho mình một chiếc này đi nếu mà mọi người tìm được. Tại vì sao? Bởi vì nó còn rẻ. Nó còn rẻ tức là bây giờ giá của nó vẫn còn đâu đó đang khoảng là 137 triệu. Nhưng Giang dự đoán rằng khoảng một vài tuần nữa thôi, chiếc này nó sẽ lên đâu đấy mà lên tới khoảng 150 triệu. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà ai đang thích chần chừ chiếc này thì nên, vì giá nó còn mềm, mình vẫn còn có thể trong khả năng. Và bây giờ mình sẽ quay về một cái nhà mốt mà nhà mốt này có lẽ là huyền thoại trong cái việc mua túi mà lãi, thì đó chính là nhà mốt Hermes. Thực sự thì đây cũng là cái hãng túi mà Giang sở hữu nhiều nhất, vì Giang nói thật mọi người, không thể lỗ được, không cách nào lỗ được, và chỉ có lãi thôi. Và đây là một ví dụ, lại là một cái classic thì không phải nói rồi, B25, Birkin 25, da Togo và màu đen khóa vàng. Đây là chiếc túi Hermes đầu tiên mà Giang dám bỏ tiền ra mua. Thì chiếc túi này lúc Giang mua là 14.500 đô, và ngày hôm nay chiếc túi này được bán ra thị trường đâu đó khoảng 26 cho tới 27 nghìn. Thì Giang chưa chỉ Giang nhìn sơ sơ Giang đã có thể lãi được 6.000 đô. 6.000 đô bây giờ là phải gần 150 triệu rồi. Nhưng mà người nghĩ đi, dùng 3-4 năm trời mà vừa chụp hình chụp ảnh, vừa trưng bày, mà đến khi mình bán đi mà còn có thể lãi tới 150 triệu, thế thì why not? Thì đấy là lý do vì sao mà Hermes luôn có một cái vị trí rất là đặc biệt ở trong lòng Giang. Những chiếc túi này tương tự nha mọi người, thời điểm Giang mua những chiếc túi này nó chỉ có khoảng 16-17 nghìn thôi. Và mọi người nên nhớ này, tất cả những cái màu mà ông Giang lựa chọn nó phải là những cái màu hot nhất của Hermes. Ví dụ như chiếc túi này, đây là một cái chiếc túi Birkin 25 màu Iris Eaton. Thì mọi người có biết không, chiếc túi này Giang mua là khoảng 17.000 mấy trăm mọi người ạ. Lúc đấy là gọi là đã lên giá rồi đấy. Lúc đấy Giang cũng bảo là trời ơi, lên này là cao lắm rồi, làm sao mà lên hơn nữa. Mà bây giờ thì nó cũng khoảng 25-26 nghìn. Và màu Malachite này thì cũng hiếm luôn. Đây là một cái màu mà rất là hiếm, Giang mua thời điểm đấy là khoảng 17.600.
thì bây giờ nó cũng lên giá tầm đó thôi. Đây là một cái màu mà cũng rất là khó tìm mọi người ạ. Nó gọi là màu xeo. Túi này thì Giang lại mua đợt đấy, nó đã lên tới 19.000 rồi. Nhưng mà bây giờ nó cũng rơi vào khoảng tầm 26-27.000 rồi. Đây là hai ví dụ to lớn nhất cho một sự tốn tiền. Đầu tiên khi mà mua chiếc Sakura này thì Giang đã phải mua kèm thêm một đôi giày. Tức là ngoài cái việc mua chiếc túi này với giá là 31.000 ra thì Giang có thể mua thêm một đôi giày với giá là khoảng 1.200 đô nữa. Rồi bây giờ lại đến chiếc này. Rồi, thì Giang lại phải mua kèm đôi giày này. Nhưng mà giống như chiếc Sakura thì đây cũng là một trong những chiếc rất là hiếm. Màu trắng là một trong những màu da nó da thường đấy nhá. Mà kể cả là cái xấu đi, trừ Himalaya thì màu trắng là màu đắt nhất của thương hiệu này. Đây là một chiếc túi MB25 Nata. Nhưng mà da của nó là ép sâm à, tức là nó hơi mix giữa Birkin và Kelly. Chiếc này đang mua là 29.000, nhưng mà bây giờ nó có thể đã lên tới 31-32.000 chỉ sau khi đang mua có vài tuần thôi mọi người ạ. Và đặc biệt là trong cái giao dịch của Hermes ý, bạn cứ đăng lên là có thể bạn bán được ngay. Đấy là điều đặc biệt. KP, cái này sẽ rất là rẻ nha mọi người. 9.000, 11.000, 13.000. Đố mọi người biết bây giờ là bao nhiêu tiền? Cách đây khoảng hơn 1 năm khi đăng khoảng đã lên tới 16.000. Và bây giờ nó đã lên tới 20.000. Lên giá kinh khủng, kinh hoàng. Mà từ ra đây là một cái dòng không phải là cái dòng, không phải là Birkin, không phải Kelly nhé. Đây chỉ là KP thôi, Kelly Pot. Mà mọi người ơi, làm sao mà có thể lên giá kinh khủng khiếp như vậy mọi người. Đó, nhưng mà song song đó thì cũng sẽ có những cái túi mà nó sẽ khó mà lãi được. Ví dụ như là Kelly Cup. Thì những cái túi này thì mình mua theo dạng là mình muốn sưu tầm và mình muốn sử dụng nó với những cái bộ đồ thích hợp chẳng hạn, thì mình sẽ mua như thế này. Nhưng mà để đầu tư thì Giang sẽ không chọn những cái style này. Con style không phải quá hot nhưng luôn luôn có chỗ đứng thì hai chiếc này Giang cũng không thể lỗ được, thậm chí lãi một ít. Ví dụ như chiếc này mình xưa Giang mua là nó khoảng 13.000, chiếc này thì Giang không nhớ lắm, 12-12.000. Tất cả bây giờ đều đã lên giá rồi. Hai chiếc này ngoài thị trường Giang nghĩ thì nó có thể lên tới 17-18.000 gì đấy. Nhưng mà chiếc này sẽ nói về một cái chiếc đã discontinue của thương hiệu Chanel nhé. Đây, đây là một chiếc túi Gabriela đã từng làm mưa làm gió rồi. Thì thực sự mà nói ấy, thì Giang cũng không nghĩ là chiếc túi này nó sẽ làm mưa làm gió lại được lần nào nữa, vì nó không phải là dòng classic. Nhưng thực sự là nó là một chiếc túi giữ giá rất là tốt, nếu trên cho những ai muốn sưu tầm nhưng mà phải mua được cái thời điểm cũ cơ. Còn nếu như bây giờ thì Giang nghĩ là khó. Và cuối cùng là một cái thương hiệu mà Giang đã cân nhắc cho vào là bởi vì chắc là với nhiều người chơi đồ hiệu thì đã quen rồi, nhưng mà với rất là nhiều khán giả thì có thể là sẽ chưa dành về cái thương hiệu này. Đó chính là Goyat Sài Gòn. Thương hiệu này thì nó không phải là của Việt Nam đâu nha mọi người, nhưng mà nó đã có cái chữ Sài Gòn trong cái tên thương hiệu. Thì đây là hai cái size rất là nổi bật, và cũng là hai cái màu mà gần như là rất là hot của cái thương hiệu này. Goyat Sài Gòn thì tại sao ta lại bỏ nó vào đây? Tại vì Giang đánh giá đây có thể là ngày xưa khi Giang mua một chiếc túi này nó chỉ có khoảng hơn 100 triệu. Nhưng bây giờ thì có thể nó đã vượt khoảng 150 triệu rồi. Goyat đang là một cái thương hiệu như vậy. Họ đã xác định luôn cái đường hướng của họ, họ sẽ đi theo hướng mà cái túi khá là khan hiếm. Thì cái vấn đề còn lại Giang nghĩ là vấn đề thời gian để Goyat có thể tiếp tục thể hiện cái con đường đến một cách rõ rệt hơn, bằng cái việc là sẽ có nhiều người săn đón săn chiếc túi này hơn. Có rất là nhiều thứ mình có thể vừa dùng được vừa đầu tư được, ví dụ như là đồng hồ, ví dụ như trên tay của Giang đây là một chiếc AP Audemars Piguet ạ. Thì chiếc AP này Giang mua là có giá khoảng gần 800 triệu, nhưng mà Giang chắc chắn với mọi người nhé, nó sẽ lên tới khoảng 1 tỷ rất là nhanh thôi. Cho nên là có rất là nhiều thứ mình có thể sử dụng và đầu tư được, nhưng mà có những cái thứ thì giá trị của nó khá là lớn. Cho nên là Giang làm cái video này đang muốn nói với mọi người rằng là những cái túi hiệu này thì nó có thể là trong tầm tay của nhiều người, mình hoàn toàn có thể sử dụng được, mua chơi, mà bây giờ nó vẫn lên giá thì nó không còn là cái thứ lãng phí như ngày xưa nữa. Giang hy vọng rằng là với cái video ngày hôm nay thì như là một cái lời gợi ý của Hương Giang, cũng như mỗi lời chia sẻ của Hương Giang, và hy vọng nó giúp ích được cho mọi người.
những cái tín đồ yêu hàng hiệu và những cái người mà sẽ bước vào con đường và sử dụng hàng hiệu nhé. Ok, video đến đây là hết rồi. Hy vọng video này là sẽ giúp cho mọi người nhiều và mọi người sẽ yêu thích video này. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Hương Giang Lifestyle để đón chờ thêm nhiều những video dạng như thế này nhé. Và nếu như mà mọi người có bất kỳ một câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới và Giang sẽ nhờ những comment đấy và có thể sẽ tạo ra những cái video sau hay hơn, hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.